Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung 4 thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký 4 quyết định về việc 4 thượng tướng quân đội thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1 tháng 6. 4 thượng tướng gồm có các ông Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 4 thượng tướng đều là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. 1. Ông Nguyễn Chí Vịnh. Ông Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957 là một sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách ngoại giao, tình báo, công tác giữ gìn hòa bình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, lãnh đạo công tác tình báo quân đội trong vòng gần 8 năm, từ năm 2002 đến năm 2009. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957 tại Hà Nội, nguyên quán ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là con trai của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Vịnh. Vì vậy về sau, ông lấy tên khai sinh của mình, đặt tên cho con trai là Nguyễn Chí Vịnh. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Cúc, thiếu tá công tác ở Bệnh viện 108, mất năm 1979. Chị gái ông là bà Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, từ năm 2007 đến nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air. Năm 1998, ông là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Năm 2002, ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Đến tháng 2 năm 2009, ông là Trung tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Thượng tướng Lê Chiêm. Thượng tướng Lê Chiêm, sinh tháng 1 năm 1958, là một sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công tác tư pháp thanh tra, kiểm tra pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ông sinh ngày 1 tháng 1 năm 1958, quê quán ở xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 14. Thượng tướng Lê Chiêm là người con của tỉnh Quảng Nam, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản tại Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng. Trưởng thành từ người chiến sĩ được rèn luyện trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia, đã trực tiếp tham gia nhiều trận chiến đấu với quân Pol Pot. 3. Thượng tướng Trần Đơn. Thượng tướng Trần Đơn, sinh năm 1958, là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách hậu cần tài chính, kinh tế. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ông Trần Đơn, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1958, quê quán ở xã Bình Tâm, thành phố Tâm An, tỉnh Long An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12. 4. Thượng tướng Bế Xuân Trường. Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957, là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách khoa học kỹ thuật công nghệ. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ông Bế Xuân Trường, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1957, quê quán ở xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 12, khóa 13. Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, tham mưu cho Nhà nước Việt Nam về đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước, tổ chức thực hiện việc xây dựng quản lý và chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ, quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa là người chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng theo quy định của pháp luật, vừa chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, là người chỉ huy số 2 sau Bí thư Quân ủy Trung ương của Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ